Chung kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên y dược ASEAN 2019 với chủ đề Sắc đẹp và trí tuệ vừa diễn ra. Đây là cuộc thi tìm kiếm những gương mặt nữ sinh nhằm tôn vinh sắc đẹp, trí tuệ và tâm hồn. Từ đó giúp các bạn sinh viên nhận thức đúng đắn về vẻ đẹp của người phụ nữ thời đại mới, tạo một sân chơi bổ ích và lành mạnh, khuyến khích cho các em thêm tự tin, hoàn thiện bản thân và tích cực hơn cho các hoạt động cộng đồng. Đây cũng là hoạt động nhằm góp phần tạo dựng hình ảnh sinh viên của trường Cao đẳng Y dược ASEAN trẻ trung, năng động và thanh lịch, đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế chất lượng cao với khẩu hiệu Con người tạo nên tất cả, giáo dục tạo nên con người. Với các ngành đào tạo dược, điều dưỡng, xét nghiệm y học, hộ sinh, kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, trường Cao đẳng Y dược ASEAN là trường y dược đầu tiên được chọn làm địa điểm hàng năm đào tạo điều dưỡng viên sang Cộng hòa Liên bang Đức học tập và làm việc. Hiện nay, nhà trường đã và đang mở rộng đào tạo hợp tác quốc tế gồm các nước Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Singapore để đào tạo cũng như cung cấp nguồn nhân lực xuất khẩu lao động khối ngành khoa học sức khỏe. Đương nhiên, để hội nhập tốt nhất, thì ngoài kiến thức chuyên môn, nhà trường còn đào tạo cho các em kỹ năng sống, kỹ năng mềm, rồi để làm sao sau khi các em ra trường có thể hội nhập tốt nhất. Đặc biệt trong quá trình đào tạo về kỹ năng sống, kỹ năng mềm, nhà trường đào tạo về thực hành, ví dụ thực hành bệnh viện, rồi ví dụ như là thực hành về nhà thuốc, nâng cao kiến thức chuyên môn và các em sau khi ra trường để làm việc tốt nhất có thể. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cuộc thi Hoa khôi Y dược ASEAN 2019 không chỉ là cuộc thi về hình dáng và sắc đẹp thông thường, mà đây còn là cuộc hành trình trau dồi bản thân, cố gắng không ngừng nghỉ của các sinh viên. Đêm chung kết, 15 thí sinh xuất sắc nhất tham gia tranh tài qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài, trang phục dạ hội và phần thi ứng xử để chọn ra gương mặt xuất sắc nhất. Tại đây còn có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam năm 2016 Đỗ Mỹ Linh với tư cách là trưởng ban giám khảo cuộc thi. Mình nghĩ là khi mà mình đạt được một cái giải thưởng danh giá như thế này thì điều đầu tiên mình phải ý thức được là việc giữ gìn hình ảnh của mình bằng cách là có thể tham gia vào các hoạt động xã hội này, hoạt động từ thiện cùng với cả nhà trường, tham gia vào các hoạt động đoàn thể, luôn đi đầu trong các phong trào chẳng hạn. Rồi điều quan trọng nhất là các bạn vẫn phải sắp xếp thời gian để có thể trau dồi về mặt kiến thức của mình nữa. Và một cái điều nữa là hy vọng có thể gặp được các bạn thí sinh của cuộc thi này tại một cuộc thi nhan sắc lớn hơn, ví dụ như là Hoa hậu Việt Nam chẳng hạn. Vì biết đâu trường Đại học Y Dược của chúng ta sẽ có một tân hoa hậu hay là một tân á hậu dưới chẳng hạn. Với mục tiêu tìm kiếm gương mặt đại diện Cao đẳng Y dược ASEAN, mỗi thí sinh tham dự chương trình đều có nét đẹp, phong cách riêng, song đều toát lên vẻ đẹp trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết và trí tuệ. Trước hết thì là những cái bạn mà thí sinh mà đăng quang Hoa khôi Y dược ASEAN 2019 thì trước hết là cũng phải thỏa mãn các cái điều kiện cũng như yêu cầu của ban giám khảo, như là cũng về sắc đẹp và cũng về trí tuệ như chủ đề cuộc thi. Ngoài ra thì những cái bạn thí sinh mà đạt hoa khôi thì cũng phải là đại diện về hình ảnh cho nhà trường trong việc quảng bá hình ảnh nhà trường đi xa hơn, đi sâu hơn đối với trong nước và quốc tế. Cùng với màn tỏa sáng khi trình diễn cắt góc với nhan sắc nổi bật, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ là thí sinh đầu tiên được gọi tên vào top 5 tham gia phần thi ứng xử. Chính sự trả lời khéo léo trong câu hỏi quan điểm như thế nào về cái đẹp phải gắn liền với mốt thời thượng đã giúp cho Ngọc Mỹ vượt qua nhiều thí sinh có ngoại hình, tài năng giành ngôi vị cao nhất, trở thành tân hoa khôi của trường và được Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trao vương miện. Em vô cùng là hạnh phúc và em sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người đã tin tưởng em, ủng hộ em. Em sẽ cố gắng làm tốt, học tập tốt và cố gắng tham gia các hoạt động tình nguyện để không phụ lòng kỳ vọng của mọi người ạ. Đêm chung kết thành công rực rỡ và để lại những ấn tượng tốt đẹp. Theo ông Phạm Chí Cường, Cục Phó Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ, cuộc thi có thể nhân rộng ra các trường đại học cao đẳng khác, tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên trong cả nước.